Từng con có một số nhà xây nhà mới xong rồi họ gặp đủ thứ chuyện, ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Và con thấy trên mạng họ chia sẻ gặp nhiều trường hợp đó rồi. Vậy đây là trường hợp do nghiệp đến trùng với lúc xây nhà xong hay do tác động của ai? Xung quanh con ai xây nhà mới xong cũng trấn trạch tu học theo đạo Phật, có cần phải trấn trạch nhà không? Con muốn đọc một số bài kinh khi về nhà mới như kinh Thủy Sám và Dược Sư có được hay không? Nhà tu tịnh độ thì xin thưa với quý vị đó, trong Kinh Tạng đó, có một cái câu chuyện như thế này. Vào thời Đức Phật quá khứ, khi là ngài còn là Bồ Tát đó, có một lần ngài là một vị ẩn sĩ sống ở trong một cái khu khu rừng. Một hôm á, một cái ông quan tể tướng bị nhà vua phế truất. Ông quan là mới rất là buồn và rất là giận dữ, đi vào khu rừng. Khi đi vào khu rừng đó, thấy vị ẩn sĩ, có nghĩa là thấy Bồ Tát đó, ông mới trút giận lên trên Bồ Tát bằng cách là trút cái đồ dơ lên trên đầu Bồ Tát. Và lạ lùng thay là ngày hôm sau, nhà vua minh oan được cho cái ông coi như ông tể tướng này và phục chức như cũ. Rồi cho đến một hôm đó, cái bà hoàng hậu đó bị nhà vua thất sủng, rất là buồn. Và ông tể tướng đó là giống như là họ hàng gần với lại bà hoàng hậu, thì mới kể cái câu chuyện của mình cho bà hoàng hậu nghe. Bà hoàng hậu mới đi vào rừng tìm đúng vị ẩn sĩ đó và trút cái đồ dơ chất bẩn lên trên đầu vị ẩn sĩ. Và sau đó đó, bà hoàng hậu được nhà vua sủng ái trở lại. Không lâu sau đó, đất nước có giặc, nhà vua chuẩn bị khởi binh, nhưng mà lần này giặc rất là mạnh mà quân mình thì yếu, mà quân địch rất là mạnh. Bà hoàng hậu mới gợi ý cho nhà vua, và nhà vua đem binh sĩ đi đến khu rừng tìm đúng vị ẩn sĩ đó, trút hết đồ dơ lên trên người vị ẩn sĩ, ví dụ như nhổ nước bọt hoặc là bài tiết lên trên người vị ẩn sĩ, và làm cho toàn bộ quân lính là đều trút đồ dơ lên trên người vị ẩn sĩ hết. Và sau đó nhà vua đánh thắng trận. Thì trong đêm ngày hôm đó đó, chư thiên thỉnh vị ẩn sĩ đi qua chỗ khác, đi qua khu vực khác, bởi vì đó chư thiên báo là những con người ở đây, ở cái vương quốc này đã tạo nên một cái ác nghiệp cực kỳ nghiêm trọng, đó là xúc phạm đến một vị tu hành chân chánh, và cái nghiệp đó đêm nay nó sẽ trổ, toàn bộ vương quốc sẽ bị chôn vùi. Cho nên xin thỉnh vị ẩn sĩ hãy đi, mời vị ẩn sĩ, đưa vị ẩn sĩ đi trú ở chỗ khác. Và sau khi đưa vị ẩn sĩ đi trú ở chỗ khác đó, đêm ngày hôm đó thiên tai xuất hiện và cả một vương quốc bị chôn vùi do cái ác nghiệp đã làm với vị ẩn sĩ, có nghĩa là ác nghiệp đã làm với Bồ Tát. Xin thưa đó, trong Kinh Tạng không hề nói rằng do trút đồ dơ lên trên vị ẩn sĩ, nhờ nhờ cái quả báo trút đồ dơ lên vị ẩn sĩ cho nên mới được những cái chuyện thành tựu ở trong cuộc sống. Trong kinh không hề nói, mà là do họ hiểu lầm, họ cho rằng họ làm như vậy là sẽ có phước, nhưng họ không biết họ làm như vậy đó là họ tạo ác nghiệp. Còn cái chuyện mà họ được phục chức, được vua sủng ái, được đánh thắng trận là do một cái quả phước ở một cái kiếp trước nào đó nó trổ vào đúng thời điểm đó mà thôi. Cho nên khi chúng ta không rành về nhân quả, không hiểu về nhân quả, thì không nên tự tiện suy luận, như là trường hợp của cái vương quốc mà sư vừa mới nói. Như vậy tự chúng ta chuốc họa vào thân lúc nào không hay ha. Thành ra đó, cái chuyện mà xây nhà rồi gặp đủ thứ chuyện, ốm đau, bệnh tật, tai nạn, chưa chắc hai chuyện đó có liên quan gì với nhau. Bởi vì có rất nhiều người
xây nhà xong và họ vẫn không có ai bị bệnh tật, bị tai nạn hết. Và quý vị thử hỏi tất cả những người bị bệnh tật, bị tai nạn có ai xây nhà hay không? Đấy. Cho nên cái nhìn này là một cái nhìn rất là chủ quan. Và chúng ta chỉ chuyên môn tìm những người xây nhà xong mà có bệnh tật tai nạn. Giống, nó giống như chúng ta tự ý chúng ta làm một một cái bộ lọc vậy đó, một cái bộ lọc những danh sách chỉ thống kê ai bao nhiêu người là xây nhà xong bị bệnh tật, bị tai nạn, và chúng ta thống kê và chúng ta cho nó là chân lý. Trong khi những người xây nhà xong không bị bệnh tật, không bị tai nạn chúng ta không tính. Những người bị bệnh tật, bị tai nạn mà không có xây nhà chúng ta cũng bỏ qua. Chúng ta chỉ lựa những cái phù hợp với cái nhìn của chúng ta, với những cái chúng ta muốn tin, thì coi chừng là chúng ta đi lộn đường. Ha. Còn cái trường hợp có ai tác động hay không thì có thể có mà cũng có thể không. Cái này không có chắc. Tại vì sao? Vì chúng ta không có thần thông. Đối với cái hàng phi nhân á, có những lúc mà họ trú ở một cái nơi nào đó mà chúng ta không biết, và có thể chúng ta sẽ động chạm đến cái chỗ ở của họ. Cái chuyện đó là có. Ví dụ như là cái người cô của sư mất lâu rồi, mất từ hồi còn rất là nhỏ, về chôn cất ở một cái nghĩa trang. Và sau này đó, cách đây vài năm, thì cái người mà chủ cái nghĩa trang á kêu là phải bắt buộc là tất cả những ai chôn ở đó là phải hút cốt đi hết, tại vì họ chuẩn bị họ san lấp mặt bằng để mà họ đem họ bán, họ xây nhà, họ làm cái gì đó. Thì khi mà sư đến thì sư nghe nói rằng cái nhà mà cái người chủ cái nghĩa địa, nghĩa trang đó, họ trở nên, người con của họ và một số người trong gia đình trở nên điên loạn một cách bất ngờ. Thì sư nghĩ đó là một cái khả năng đó là khi mà chúng ta san lấp một cái nơi như là nghĩa trang đó, thì chúng ta xúc chạm vào cái chỗ ở của một vài cái phi nhân và họ có thể là họ phá. Nhưng mà đó cũng chỉ là khả năng thôi, tại vì mình đâu có thần thông đâu mà biết chính xác. Đấy. Sư thì sư chỉ dựa trên một cái chuyện là ở những cái nghĩa trang là nơi mà các hàng phi nhân họ ưa thích ở chỗ đó. Nghĩa trang là cái nơi mà phi nhân họ ưa thích ở nè. Những cái cây lâu năm là các cái hàng mà địa cư thiên hoặc các hàng phi nhân họ cũng ưa thích ở nè. Những cái cây mà cái gỗ thơm á, hàng phi nhân họ cũng ưa thích ở nè. Thì chúng ta làm gì thì làm, chúng ta nên tránh. Ví dụ như là đốn những cái cây lâu năm nên tránh. Người ta gọi là cái gì phá sơn lâm đâm hà bá đó, nên tránh. Đó, hoặc là những cái nơi mà nó linh thiêng nên tránh. Còn cái nhà của mình thì mình không biết đâu, không biết đâu thì cũng đâu có biết được. Nếu mà quý vị cẩn thận á thì nên làm một chuyện, đó là có hay không có thì làm thì cũng tốt. Đó là gì? Làm phước. Giả sử như chúng ta tạo 100 phần quà, chúng ta phát thẻ đó, 100 người tới là chúng ta phát quà, làm từ thiện ha. Hoặc là thỉnh những cái vị mà có giới đức đến, quý vị thỉnh quý vị trai tăng để mà hồi hướng cái phước đó, hồi hướng cái phước cho những cái hàng chư thiên và ngay cả những hàng phi nhân ở gần đó để họ hưởng cái phước đó, để cho họ nếu có thì họ được hoan hỷ. Thì dù cho có hay không có thì việc chúng ta làm thiện làm phước thì nó vẫn là một cái điều tốt lành. Rồi còn cái chuyện mà trấn trạch á, thì sư không có tin. Bởi vì như thế này, các cái hàng vua chúa đó,
các hàng vua chúa đó, họ luôn luôn có những cái thầy phong thủy rất là tốt chứ, họ luôn luôn có những thầy bói rất là tốt chứ. Khi họ xây dựng một cái kinh đô thì chắc chắn nơi đó là phải dữ dằn lắm chứ không phải chuyện thường. Quý vị thấy có những cái di tích đó, như là cố đô Huế hoặc là kinh thành Thăng Long đó, cái nền móng của họ đó, giống như là nó có một cái pháp trận, ví dụ như hình bát quái hoặc như thế nào đó, là nó có trận đồ hết ấy. Nó rất tính toán rất là kỹ. Nhưng mà nếu như mà nó kỹ như vậy thì tại sao nó vẫn có các cái triều đại bị suy vong, vẫn bị mất nước, vẫn bị suy vong? Nó là do đất hay do con người? Sư không có bài xích cái chuyện phong thủy, nhưng mà như thế này, có những vùng đất á, chỉ có những người có phước họ mới ở được ở chỗ đó, còn cái người bình thường họ có ở chỗ đó thì họ cũng không đủ cái phước để họ hưởng. Giả sử như cái vùng đất đó, đó nó đem lại những cái điều tốt lành thì mình có được đủ cái phước, được đúng cái phước để mình hưởng những cái tốt lành mà cái vùng đất nó đem lại hay không, như là những cái kinh thành xa xưa của các bậc vua chúa. Khi mà mình có cái phước rồi đó, mình ở cái vùng đất đó thì mình mới hưởng được cái quả phước đem lại. Còn khi mà mình hết phước, mình không có phước, mình có ở chỗ đó thì mình cũng không có hưởng được cái gì hết. Bao nhiêu vương quốc, bao nhiêu kinh thành bị vây hãm, bị công hãm, người ta đều coi phong thủy hết đó chứ. Nhưng chỉ đơn giản là họ không đủ cái phước để họ hưởng cái đó thôi. Cho nên cái chuyện chấn cạch đó thì sư không có ủng hộ, sư không khuyên quý vị phải làm. Còn nếu như quý vị muốn đọc một bài kinh, sư khuyên quý vị một điều: nếu muốn đọc một bài kinh nào đó, nên đọc bài kinh Rải Tâm Từ. Nên đọc bài kinh Rải Tâm Từ. Còn những cái bài kinh khác, sư không chắc, sư không hứa là nó sẽ có hiệu quả. Bởi vì có một số cái bài kinh mà quý vị đọc thì nó chỉ mang cái tính chất là nó an ủi tinh thần là chính thôi, chứ hiệu quả thì không có. Giả sử như bây giờ mà sư ngồi sư chế ra một cái bài văn nào đó và sư nói là tụng cái bài kinh này nó linh thiêng lắm, thì giỏi lắm là những người sinh cùng thời với sư là biết ông chế tầm bậy. Chứ còn mà giả như mà đệ tử của sư mà vì cái lòng kính trọng, cái lòng kính tin sư mà họ đọc họ tụng rồi thì trăm năm sau cách nhau mấy đời, có khi người ta cũng tưởng cái đó là lời Phật nói. Thành ra đó, Rải Tâm Từ an toàn nhất. Muốn đọc tụng bài kinh nào đó thì sư khuyên quý vị nên Rải Tâm Từ. Còn mà tụng mấy cái bài mà quý vị nói với sư thì sư không có chắc chắn, sư không có đảm bảo.